sinh nên sáu xứ sinh, danh sắc là nhân mà sáu xứ là quả. Danh là cái gì? Danh là tâm. Sắc là tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất, nó thuộc về thân, và tất cả cái thân ở bên trong mình nó cũng thuộc về sắc, mà tất cả những cái vật chất ở bên ngoài nó cũng thuộc về sắc. Còn tất cả những gì nó thuộc về tinh thần thì được gọi là danh. Tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất thì được gọi là sắc. Còn sáu xứ có nghĩa là sáu căn, sáu nội xứ, ngoại xứ, sáu căn, sáu trần, sáu thức thì nó được gọi là sáu xứ. Vậy thì danh sắc sinh cho nên sáu xứ sinh, bởi vì có tinh thần, có vật chất, có thân, có tâm này, cho nên là mới sinh ra sáu cái căn này: mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý này. Danh sắc thì nó cũng ở, danh sắc thì nó ở đâu? Nó cũng ở sáu căn. Danh sắc nó cũng ở sáu xứ. Mà sáu xứ thì nó là cái gì? Sáu xứ nó cũng là danh sắc. Danh sắc nó cũng thì nó ở sáu xứ. Mà sáu xứ thì nó lại cũng là danh sắc. Vậy thì có nghĩa là danh sắc nó ở sáu cái căn môn đấy, nó hỗ trợ lẫn nhau, nó làm nhân làm duyên cho nhau để cùng sinh nên các cái tâm thức. Tâm thức của con người nó sinh lên ở sáu căn: ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân và ở trong ý môn, ở trái tim. Thì đấy gọi là sáu xứ. Danh nó ở đấy mà sắc nó cũng ở đấy, và nó làm nhân duyên cho nhau, cho nên gọi là namarupa vichara saranatana, là vì danh sắc sinh nên sáu xứ sinh, danh sắc là nhân, sáu xứ là quả. Danh là chỉ cho tâm và các tâm sở. Tâm thì nó mỗi một cái tâm nó sinh lên, nó sẽ có một tâm vương, vương như là vua, và một nhóm tâm sở, tức là một rất nhiều các cái tâm nó đi theo sau cái tâm vương này. Nó giống như là một ông vua đi đâu cũng phải có một đoàn tùy tùng đi đấy. Thì cái tâm thức cũng vậy, tâm thức nó cũng thế, một cái tâm nó khởi lên thì nó có một cái tâm vương nó khởi lên và rất nhiều tâm sở đi theo. Thì tâm và tâm sở này được gọi là danh. Sắc là chỉ cho các cái sắc thần kinh ở sáu căn, nơi mà các tâm thức nương vào để sinh lên. Thì sắc ở đây có nghĩa là tâm nó sinh lên nó phải dựa vào sắc, sắc nó mới sinh lên được. Vậy như là nhãn thức nó sinh lên được, nó phải có con mắt. Nếu mà không có cái nhãn tịnh sắc thì nó sẽ không sinh lên được. Nếu mà cái nhãn tịnh sắc mà kém thì cái tâm thức đấy nó cũng kém, cái nhãn thức nó cũng kém. Cái nhãn tịnh sắc nó mà tốt thì cái nhãn thức nó cũng tốt. Thì đấy gọi là sắc, danh là sắc ở nơi sáu căn. Sáu xứ ở đây là sáu nội xứ, nó có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ và sáu thức xứ. Sáu nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đấy là sáu nội xứ. Trên con mắt nó là sắc, tai nó cũng là sắc, mũi nó cũng là sắc, lưỡi là sắc, thân là sắc, ý là sắc. Còn sáu ngoại xứ là cái cảnh bên ngoài nó tương ứng với các căn: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đấy là sáu ngoại xứ. Còn sáu thức xứ là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Khi nào phải hội đủ cả ba cái xứ này, ba cái này nó tiếp xúc với nhau thì nó mới tạo ra được tâm, tâm thức nó mới sinh lên. Nếu mà nó thiếu một trong ba cái này là tâm thức nó không sinh lên được. Mắt thì có nhãn tịnh sắc và nhãn thức thì nó biết cảnh sắc. Tai có nhĩ tịnh sắc và nhĩ thức nghe âm thanh. Mũi có tị tịnh sắc và thị thức ngửi mùi. Lưỡi có thiệt tịnh sắc và thiện thức nếm vị. Thân có tân tịnh sắc và nhãn thức đụng chạm. Ý có sắc trái tim và ý thức biết cả năm cảnh trên. Nhưng nếu mà một người bây giờ mà thiếu một cái căn, như thiếu căn mắt thì cái người đấy sẽ không có cái nội tâm nhãn thức. Cái người nào mà thiếu cái căn tai thì không có tị thức, thiếu căn mũi thì không có tị thức, thiếu căn lưỡi không có thiệt thức. Người nào mà không có thân thì không có thân thức. Nhưng người nào mà không có trái tim thì sẽ không có ý thức. Trong sáu căn này cái căn gì là quan trọng nhất?
có mắt thì có sống không? Vẫn sống ha. Nhưng mà không có trái tim có sống đâu. Không, bây giờ mất trái tim là mất ý thức. Ý thức nó nương ở trái tim. Còn tất cả các hệ thức khác thì nó nương ở trên các căn bên trên. Nội trình tâm, một cái nội trình tâm ở các căn bôn, bao giờ nó cũng một cái tâm đầu tiên, bao giờ nó cũng là tâm tục sinh, sau đó nó đến tâm hiện phần và đến tâm tử. Thì ba cái tâm này nó như là một, nó cùng bắt một cái đối tượng là cái cảnh cận tử của kiếp trước. Còn cái cuộc sống hàng ngày ấy, thì nó có cái nội tâm thường nhật hàng ngày, như là mắt mình nhìn một cảnh sắc thì nó sẽ có hàng ngày những cái tâm nó khởi lên. Ngũ môn hướng tâm là một cái tâm nó hướng đến cảnh, sau đó nó đến một cái nội tâm nhãn thức, hoặc là nhĩ thức, hoặc địa thức, hoặc thiệt thức, hoặc thân thức. Đấy là những cái tâm nó đi theo cái tâm. Nếu như mình chủ động nhìn một cái cảnh gì đó thì sau cái nội ngũ môn nó sẽ có nội nhãn thức. Mình chủ trương muốn nghe một âm thanh gì đó thì sau khi cái tâm mà nó hướng đến cái âm thanh đấy, nó sẽ có một cái nội tâm là nhĩ thức. Đấy, mình cứ chủ động mình hướng cái tâm đến đâu thì đấy là hướng môn. Sau đó là một cái tâm, một cái căn của mình nó bắt được cái đối tượng. Mắt thì nó sẽ bắt cái đối tượng là cảnh sắc, tai nó sẽ bắt cái đối tượng là cảnh âm thanh, mũi thì nó bắt đối tượng là cảnh mùi hương, lưỡi thì nó bắt đối tượng là cảnh vị, thân thì nó bắt cái đối tượng là cảnh xúc chạm. Và tiếp theo khi mà nó bắt cảnh xong rồi, nó có đến tâm tiếp thâu, nó tiếp nhận cái cảnh đấy, sau đó nó suy xét cảnh đấy, nó xác định cảnh đấy, sau đó bắt đầu nó mới có cái chập chamana này nó khởi lên, nó là nó hưởng ứng cái cảnh đấy. Sau đó là hai cái tâm đăng ký, rồi đến cái nội ý môn, sau đó nó rơi xuống ý môn. Ý môn hướng tâm, bảy chập chamana, hai tâm đăng ký, tất cả các nội tâm đều có một tâm vương và các tâm sở trợ duyên cho nhau. Thì tâm và tâm sở trợ duyên cho nhau. Thế nào là danh sắc làm duyên cho sáu xứ? Nama rupa bách cha ra sanajatana. Thì đây là danh và sắc làm duyên cho sáu xứ. Nó sẽ có năm trường hợp này. Nó có năm trường hợp danh sắc làm duyên cho sáu xứ. Trường hợp thứ nhất là danh làm duyên cho danh, tức là tâm làm duyên cho tâm, tâm hỗ trợ cho tâm. Đấy là cái trường hợp đầu tiên. Tâm này hỗ trợ cho tâm kia sinh lên. Tức là các tâm sở làm duyên cho tâm vương sinh lên. Đầu tiên là tâm tục sinh, bởi sự sinh của tâm tục sinh. Tâm sở tục sinh nên thức tục sinh sinh. Tâm sở tục sinh là nhân, thức tục sinh là quả. Tâm hữu phần và tâm tử. Cũng vậy thì tâm tục sinh, tâm hữu phần hay tâm tử này, nó cũng có một tâm vương và các tâm sở đi theo. Thì cũng giống như một người muốn làm vua thì phải có dân chúng. Không có dân chúng thì làm vua với ai? Như vậy bây giờ một người thì không tự xưng là vua thì không có cái giá trị gì cả. Nhưng mà phải có dân chúng. Dân chúng thì phải chấp nhận, như là bây giờ bầu đến tổng thống thì là phải có toàn dân phải bỏ phiếu thì ông ấy mới nên làm tổng thống được. Một cái tâm thức nó sinh lên vậy, nó phải có mấy chục cái tâm sở nó hỗ trợ cho, thì cái tâm đấy nó mới nên cái tâm cái thức ấy nó mới sinh lên được. Một cái mắt mình bây giờ muốn nhìn vào cảnh, nó phải có rất nhiều những cái tâm sở nó hỗ trợ cho một cái nhãn thức nó sinh lên. Vậy thì bao giờ cũng vậy, một cái tâm vương sinh lên nhờ có cái sự hỗ trợ của các tâm sở. Như một cái người đứng đầu, mình muốn đứng đầu một cái hội chúng cũng đấy, là nhờ có cái hội chúng đấy thì mới có người đứng đầu. Nếu mà không có cái người, không có cả một cái hội chúng đông thì không có, thì sẽ cái một người sẽ không làm gì cả. Một người đấy chẳng phải làm một cái địa vị gì cả. Tâm thức nó cũng vậy, một cái tâm thức nó sinh lên, nó có các tâm sở nó hỗ trợ. Nội ngũ môn, ngũ môn hướng tâm, tâm là nhân và tâm thức là quả. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, tâm sở là nhân và tâm thức là quả. Tất cả các tâm nó đều như thế. Tâm sở là nhân, tâm thức là quả. Tất cả các tâm này, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, rồi có cái tâm tiếp theo suy xét xác định các cái tâm chalana và cả các cái nội tâm nào nó cũng thế. Tức là nói chung là tất cả các tâm sở đều làm nhân cho tâm thức sinh lên. Vậy thì cái quy luật đấy là chung, quy luật chung của tất cả các quốc gia,
dân chúng bầu lên những cái vị đứng đầu, những cái vị lãnh đạo. Tất cả các cái tâm cũng vậy, không ngoại trừ một tâm nào hết, tâm nào cũng là tâm sở để hỗ trợ cho tâm vương sinh lên. Danh làm duyên trợ cho sắc sinh ra, đây là cái thứ hai. Danh là tâm, tâm làm duyên sinh ra các cái sắc. Bởi sự sinh của nhãn thức mà nhãn tịnh sắc sinh. Nhãn thức là nhân mà nhãn tịnh sắc là quả. Bởi sự sinh của nhãn thức thì vì có tâm nó sinh lên thì sau đó thì sắc cũng sẽ sinh lên. Thế bây giờ mình muốn nhìn một cái cảnh gì đó thì cái tâm mình nó nhìn vào cái cảnh đấy thì cái con mắt nó phải mở thật căng này. Căng bởi vì tâm nó hướng đến đối tượng. Thì bây giờ nó mà cái đối tượng ở xa mình mà muốn nhìn được thì mình phải mở thật to mắt ra mới thấy. Thì cái đấy là tâm nó sinh lên, phải là sắc phải sinh lên theo. Sự sinh của nhãn thức thì nhãn tịnh sắc sinh, bởi sự sinh của nhĩ thức thì nhĩ tịnh sắc sinh. Nên bây giờ một cái người nào người ta muốn nghe cái âm thanh ấy, thế người ta phải ngóng cái tai lên, ngóng cái tai lên để nghe. Thì cũng đấy là do cái nhĩ thức ấy, nó muốn nghe âm thanh, cho nên là cái nhĩ tịnh sắc là cái sắc ở trong cái tai ấy, là nó phải hướng đến đối tượng. Bởi sự sinh của tị thức thì tị tịnh sắc sinh, mình muốn ngửi mùi hương thì bắt đầu mình phải hướng cái mũi của mình đến cái chỗ nào đấy, ngửi mới cay. Muốn ăn một cái gì đó thì lúc đấy thì mình phải lấy lưỡi mình nếm. Muốn đụng chạm thì mình phải có thân. Ý thức của mình cũng vậy, khi mà cái ý của mình nó suy nghĩ cái gì là cái trái tim mà nó phải hoạt động. Đây là tâm nó hỗ trợ cho sắc sinh lên, danh nó hỗ trợ cho sắc sinh, đấy là sắc ở bên trong. Thế tâm nó có thể hỗ trợ được cho sắc ở bên ngoài sinh lên không? Nó hỗ trợ được cho sắc bên ngoài sinh lên. Thì bây giờ cái tâm nó muốn có cái nhà, thế là nó bắt là phải làm thành cái nhà. Thì tất cả những cái vật này đều do tâm nó hỗ trợ mà sinh ra này. Cái gì trước mắt mình cũng là cái sản phẩm của tâm. Không có tâm thì làm sao mà có mấy cái vật dụng này. Tâm nó hỗ trợ cho sắc sinh ra. Các nỗ tâm hữu phần, tâm ngũ môn, tâm tiếp thọ, tâm suy xét, tâm xác định, cha văn la đăng ký cũng là nhân hỗ trợ cho sắc, cho các cái tịnh sắc nó sinh lên. Tất cả những cái tâm khác, những cái chập tâm nó đi theo với nó cũng hỗ trợ cho nhãn tịnh sắc sinh lên. Sắc làm duyên cho sắc sinh ra. Và một trường hợp thứ hai nữa là sắc trợ duyên cho sắc, tức là vật chất hỗ trợ cho vật chất. Những cái vật chất ở trong thân mình, sắc nó là sắc tứ đại vật chất trong thân mình, nó hỗ trợ lẫn cho nhau. Nhưng bây giờ có đất thì đất nước lửa gió, bốn cái sắc đại chủng. Như trong nhãn tịnh sắc có 10 cái sắc đất nước lửa gió, màu mùi vị dưỡng chất mặn căn và sắc tanh, và nó sẽ hỗ trợ lẫn cho nhau. Bởi sự sinh của đất, của tứ đại đất nước lửa gió trong nhãn tịnh sắc sinh, tứ đại đất nước lửa gió lại nhân nhãn tịnh sắc là quả. Thì tất cả những cái tâm khác này nó phải nương ở trên đất, tất cả những cái sắc khác nó phải nương ở trên bốn đại đất nước lửa gió. Mà bốn đại này thì nó tự động nó cũng nương tựa vào nhau, tức là cái đại này nó phải nương tựa vào đại kia. Ví dụ như là nước thì nó phải nằm ở trên đất, đất thì nó phải nằm ở trên gió. Rồi là trong đất nước lửa gió nó cũng có cái nửa. Thì bốn cái đại này nó cũng hỗ trợ lẫn cho nhau, nó sinh lên. Rồi là bốn cái đại này nó lại hỗ trợ cho các cái sắc khác ở trong thân. Đó là có nhãn tịnh sắc, có cái nhãn tịnh sắc là sắc do nghiệp này, nó cũng đương vào tứ đại này nó sinh. Sắc mạng căn nó hỗ trợ cho nhãn tịnh sắc, bởi sự sinh của mạng căn nhãn tịnh sắc sinh. Thì cái sắc mạng căn này nó bảo vệ cái sự sống của sắc trong từ cái lúc mà nó sinh lên cho đến lúc nó diệt đi. Vì nhờ có cái sắc mạng căn này cho nên là cái thân này nó mới tồn tại được, mới sống được, con mắt này mới sống được, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này. Cho nên là cái sắc mạng căn là nó bảo vệ, nó duy trì sự sống.
của các sắc nên nó hỗ trợ cho cái nhãn tịnh sắc đấy ở trên con mắt, giữ chất nó hỗ trợ cho nhãn tịnh sắc. Đấy, nhờ có cái dưỡng chất là những cái chất mình ăn vào thì nó nuôi dưỡng các sắc. Không có cái dưỡng chất này thì sắc mình sẽ không tồn tại được trên con mắt nữa. Khi mà mắt mình mà bị đói một cái là con mắt nó cũng kém đi luôn, nó không còn tinh sáng nữa. Thì nó phải có những cái sự hỗ trợ như vậy thì sắc nó mới tồn tại ở trên thân, trên cái thân thể này. Cái trường hợp thứ 4 là sắc làm duyên trợ cho danh sinh ra quả sinh ra. Này, cái vật chất là cái sắc thân này nó hỗ trợ cho tâm thức sinh ra. Chúng sinh có năm uẩn tâm thức chỉ có thể sinh lên khi có các cái sắc thần kinh tương ứng. Nhãn tịnh sắc, nhãn thức mới sinh. Nhãn tịnh sắc là nhân, nhãn thức là quả. Nhờ có nhãn tịnh sắc, nhãn thức mới sinh. Tức là nhờ có cái sắc thần kinh ở trên con mắt này thì cái nhãn thức nó mới thấy được cảnh. Nhưng mà cái không có cái sắc ở trên con mắt mà không có cái nhãn tịnh sắc này, không có cái mắt thần kinh sắc, cái thần kinh mắt này, thì cái tâm mà nhận biết cảnh ở bên ngoài nó sẽ không có được. Cho nên nhãn tịnh sắc này nhân với nhãn thức này quả. Nhãn thức bao gồm các tâm và các tâm sở. Cũng tương tự như vậy, nhờ có nhĩ tịnh sắc làm nhân, nhĩ thức mới sinh. Tỷ tịnh sắc làm nhân, thiệt thức mới sinh. Thiệt tịnh sắc làm nhân, thiệt thức mới sinh. Nhờ có thân tịnh sắc làm nhân, thân thức mới sinh lên. Các tâm còn lại đều đưa vào sắc trái tim mà sinh lên. Sắc trái tim là nhân trợ cho các nội tâm dưới đây. Tất cả các cái tâm khác thì nó đều đương vào trong sắc trái tim hết. Tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tự, tâm ngũ môn, tiếp theo suy xét xác định cha văn na, đăng ký. Và các cái nộ tâm ở ý môn thì nó đều sinh lên từ trong sắc trái tim. Nên là cái ví dụ ở trên con mắt nó có cái nhãn tịnh sắc, nhưng cái nhãn tịnh sắc đấy nó chỉ hỗ trợ cho một tâm duy nhất, đó là nhãn thức. Nó chỉ hỗ trợ cho mỗi một tâm duy nhất đấy. Mà trong một cái nội trình của nhãn thức nó có rất nhiều tâm đấy, nó có từ cái tâm ngũ môn hướng rồi là cho đến cái chập đăng ký này, nó cùng sinh khởi với lại cái nội nhãn thức. Nhưng mà những cái tâm này lại đều nương vào sắc trái tim là sinh lên. Còn ở trên tai cũng vậy, cái sắc thần kinh ở trên tai nó cũng chỉ hỗ trợ cho mỗi một cái tâm, đó là nhĩ thức. Còn tất cả những tâm khác đều phải đưa vào trái tim mà sinh lên. Cho nên là trái tim là cái nơi được gọi là cái ý thức giới. Nó là cái căn cứ của tất cả các cái tâm. Ngoài cái tâm ngũ môn, ngoài cái nộ ngũ môn đó, tất cả các tâm đều sinh lên ở sắc trái tim. Trường hợp thứ 5 là tâm sở và sắc làm duyên trợ cho thức sinh lên. Danh sắc duyên lục nhập, danh và sắc tâm. Và sắc tâm sở và sắc làm duyên trợ cho thức sinh lên. Danh là những tâm sở, còn sắc là sắc thần kinh. Còn đây nó hỗ trợ cho thức sinh. Nhờ có nhãn tịnh sắc và các tâm sở nên nhãn thức mới sinh lên. Nhãn tịnh sắc là nhân và nhãn thức là quả. Đấy được gọi là danh sắc duyên cho lục nhập. Tai là nhĩ tịnh sắc và tâm sở là nhân, hỗ trợ cho nhĩ thức sinh lên. Mũi thì thức và tâm sở là nhân, trợ duyên cho tỷ sức sinh lên. Lưỡi là thiệt thức và tâm sở là nhân, trợ cho thiệt thức sinh lên. Thân là thân tịnh sắc và tâm sở là nhân, và thân thức là quả. Còn ở cái phần về ý, ý là trái tim, sắc trái tim là nhân, tâm tục sinh là quả. Tất cả các tâm khác đều nương vào sắc trái tim mà sinh lên, và sắc trái tim hỗ trợ cho các cái tâm này nó sinh lên. Sắc trái tim và tâm sở là nhân, trợ cho tâm hữu phần là quả. Tâm tử nó cũng nương vào sắc trái tim. Sắc trái tim nó cũng là nhân, sinh ra tâm ngũ môn. Sắc trái tim là nhân, sinh ra tâm tiếp thâu, sinh ra tâm suy xét, xác định. Tương tự như vậy với tất cả các tâm còn lại đều là nương vào sắc trái tim mà sinh lên. Sắc trái tim và các tâm sở đấy là nhân hỗ trợ cho cái tâm thức để nó sinh lên. Cho nên được gọi là danh sắc duyên cho lục nhập. Danh và sắc hỗ trợ cho thức, cái tâm thức nó sinh lên, đó được gọi là lục nhập. Lục nhập là căn cảnh.
và thức, ba cái đấy thì được gọi là sáu xứ. Mỗi một xứ nó đều có ba, đó là nó đều có cái sắc thần kinh ở cái căn đấy, một cái cảnh vật bên ngoài và một cái thức, một cái tâm thức ở đấy. Như vậy danh sắc duyên sáu xứ là danh và sắc hiện diện ở sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, có phận sự trợ duyên cho nhau, sinh lên trong năm trường hợp. Danh trợ duyên cho nhanh, tâm sở trợ duyên cho tâm vương. Danh trợ duyên cho sắc tâm vương và tâm sở trợ duyên cho sắc. Sắc trợ duyên cho danh, sắc tứ đại trợ duyên cho sắc y đại và ngược lại. Sắc trợ duyên cho danh sinh căn, sắc căn trợ duyên cho tâm và tâm sở sinh. Danh cộng với sắc trợ duyên cho thức sinh, tâm sở và sắc căn trợ duyên cho thức sinh. Đấy được gọi là danh sắc duyên cho sóng xứ. Quán danh sắc duyên sáu xứ để làm gì? Danh sắc sinh nên lục nhập sanh quán này để làm gì? Để hiểu rõ bản chất của các tâm thức, chỉ khi nào có đầy đủ các yếu tố nhân duyên hỗ trợ cho nhau thì tâm sức mới sinh khởi. Quán như có cái người nào có quán được cái này mới hiểu rõ ràng được bản chất của tâm, bản chất của các cái tâm thức, nó tại sao mà nó sinh lên, tại sao mình có các cái tâm. Chứ người bình thường không có hiểu về tâm, như về thế gian bên ngoài người ta đi học về tâm lý, người ta có những cái trường tâm lý học ấy, người ta toàn học bậy bạ, chẳng hiểu cái gì về tâm hết. Người ta cứ tâm lý thế này, tâm lý thế kia, nhưng mà người ta không hiểu được những cái nhân nào, những cái nguồn gốc, cái căn bản của các cái dòng tâm này nó sinh lên từ đâu, cái gì hỗ trợ cho nó sinh lên, tại sao nó có cái tâm này, tại sao nó có cái tâm kia. Và chỉ khi nào có một người nào mà có phân biệt được cái tâm thức nó ở hiện diện ở sáu căn này thì cái người đấy mới hiểu được bản chất về tâm, bản chất về các cái thức. Một tâm sinh lên phải có căn, có trần, có thức trợ duyên cho nhau. Hiểu đúng về tâm thì cũng được gọi là có chánh kiến. Có chánh kiến thì dứt trừ được tham ái chấp thủ vào sáu căn, sáu trần, sáu thức sẽ đạt đến sự giác ngộ. Thì cái người đấy mà hiểu rõ được về tâm thức thì mới biết được, mới có thể phá được cái chấp, cái tà kiến về tâm thức. Cái người mà hiểu sai về tâm thức thì người ta có tà kiến về tâm thức, người ta không hiểu là tâm thức tại sao nó lại có người này lại có cái tâm như thế này, người kia lại có cái tâm như thế kia. Tại sao có lúc mình lại có cái tâm nó như thế này, tại sao có lúc mình lại có cái tâm nó như thế kia. Làm sao để mình làm chủ được cái tâm, làm sao mà mình cứ bị cái tâm này nó lôi cuốn, nó dẫn dắt. Mình ăn, mình vui, thích cũng là do cái tâm, mình khổ đau cũng là do tâm. Mình vui thích hay là do mình được mọi thứ mình mong muốn, hay là do cái tâm của mình. Thì cái cuộc sống này nó vậy, không phải là mình cứ đạt được mọi thứ mà mình bây giờ mình mong cầu cái gì đó mà mình cứ nghĩ là sau khi mình đạt được nó rồi là mình sẽ hết khổ đau. Nhưng mà thực ra khổ đau nó đều là do tâm này, nó sinh này. Đến khi mình đạt được rồi nó lại chẳng còn cái ý nghĩa gì nữa, mình lại tiếp tục khổ đau để đi tìm cái khác. Còn khi mà mình hiểu được cái tâm thức rồi thì mình mới phá vỡ được, mới làm chủ được nó, có thể làm chủ được nó, có thể giác ngộ được, phá vỡ được cái tà kiến về nó. Mình sẽ dứt trừ được cái tham ái chấp thủ đối với các cái tâm đấy, thì nhờ vậy mà đạt được sự giác ngộ. Cho nên là cần phải hiểu thấu được cái tâm thức nó ở các căn, gọi là danh sắc duyên cho sáu xứ. Tiếp theo nữa là sáu xứ nó sẽ duyên cho xúc. Salatatana paccaya phaso phasa phaso này là xúc. Sáu xứ làm duyên cho xúc. Sáu xứ ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thân và ý này, và nó sẽ có cái sự tiếp xúc đối với sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế là nó có cái sự tiếp xúc. Chứ còn căn mình mà có những cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này mà không tiếp xúc với các cái cảnh trần thì nó tâm nó sẽ không sinh lên. Nên là cái sự tiếp xúc nó sẽ hỗ trợ. Sáu xúc, có sáu loại xúc này: nhãn xúc, mắt tiếp xúc với cảnh sắc,
khi mắt mà tiếp xúc với cảnh sắc thì lúc đấy được gọi là nhãn thúc, nhãn xúc. Nhĩ tai tiếp xúc với âm thanh thì gọi là nhĩ xúc. Mũi tiếp xúc với mùi hương là tị xúc. Lưỡi tiếp xúc với vị là thiệt xúc. Thân tiếp xúc với vật là thân xúc. Ý tiếp xúc với pháp được gọi là ý xúc. Đây là nó có cái sự tiếp xúc, tiếp xúc. Bây giờ mình đi nói chuyện với ai mà đi tiếp xúc với người này, đi tiếp xúc với người kia, đi tiếp xúc với môi trường này, đi tiếp xúc với môi trường khác. Thì đó là một cái sự tiếp xúc. Tiếp xúc có thể là tiếp xúc bằng mắt, tiếp xúc bằng tai, tiếp xúc bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, bằng ý. Cái sự tiếp xúc này. Sáu xứ là nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ngoại xứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Những nội xứ và ngoại xứ này làm nền tảng cho tâm và tâm sở sinh lên. Ví dụ khi mắt tiếp xúc với một cảnh sắc khả lạc hấp dẫn thì niềm vui sinh lên. Ngược lại nếu tiếp xúc với một cảnh không ưa thích thì bực tức sinh lên. Hay là nó có cái sự tiếp xúc này nó mới sinh ra tâm. Bây giờ mình mà muốn có niềm vui thì mình phải tiếp xúc với những cái cảnh mà mình ưa thích thì lúc đấy mình sẽ có niềm vui. Cho nên là có những cái người ta ưa thích, ví dụ người ta ưa thích đi xem hát thì người ta lúc nào người ta cũng đi đến những cái nhà hát, người ta xem múa hát và người ta có được cái niềm vui từ ở cái sự tiếp xúc đấy với con mắt đối với cái cảnh sắc này mà người ta vui. Có người thích thể thao thì người ta phải đi xem thể thao, cái con mắt nó tiếp xúc với cái cảnh mà người ta ưa thích đấy, người ta mới vui. Thì nó khi mà mình tiếp xúc với một cái cảnh mà mình không vui thì nó sẽ buồn phiền khổ đau. Đối với tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử có bốn nhân trợ duyên cho xúc sinh lên: sắc, trái tim, nghiệp cận tử, thức, tâm trợ là nhân, xúc là quả. Tâm đầu tiên là tâm tục sinh, cái tâm đầu tiên của kiếp sống có các cái nhân nó sinh ra cái xúc, sắc, trái tim làm duyên cho xúc, sắc, trái tim là nhân, xúc là quả. Nghiệp cận tử, cái cảnh nghiệp cận tử làm duyên cho sắc tục sinh. Thức phải có cái tâm thức làm nhân, tâm sở làm nhân cho cái tâm xúc ấy nó sinh lên. Nộ tâm nhãn thức ở trên con mắt của mình, bây giờ mình muốn tiếp xúc được với một cái cảnh ở bên ngoài thì nó phải có các cái nhân. Thì thứ nhất là mình phải có cái con mắt tốt, nó phải có nhãn tịnh sắc, là cái con mắt sáng ấy, để gọi là nhãn tịnh sắc. Bây giờ mình chẳng may có cái gì nó bay vào mắt một cái, vậy là nó đập vào cái nhãn tịnh sắc này. Cái nhãn tịnh sắc này nó rất là nhạy cảm, chỉ cần một cái vật gì đó nó một cái bụi nó bay vào thôi là nó khó chịu rồi, là nó không hoạt động được nữa, là tâm thức nó không sinh lên được. Nên nhãn tịnh sắc là cái cần phải được bảo vệ rất là thận trọng. Không có cái gì mà phải quan trọng bằng cái nhãn tịnh sắc. Như bảo vệ một cái gì quý báu nhất thì được gọi là như là bảo vệ con ngươi. Cái nhãn tịnh sắc này có cái chỗ người ta gọi là con ngươi ở trong mắt này. Cái nhãn tịnh sắc cái nó sinh lên thì nó mới làm nhân được cho xúc, thì nó mới tiếp xúc được với cảnh trần. Phải có cái cảnh sắc, nhưng mà có nhãn tịnh sắc nhưng mà phải có cái cảnh ở bên ngoài. Chứ bây giờ nó mà không có cảnh gì thì nó không nhìn được, nó không thấy cái gì, nó không có cái gì để nó tiếp xúc cả. Nên nó phải có cảnh để nó tiếp xúc. Thế bây giờ mình ngồi ở đây, nhưng mà có cái máy bay nó bay trên trời, mình mở mắt ra mình nhìn thấy nó. Mình mở mắt ra nhìn thấy nó thì cái mắt của mình nó đập vào cái máy bay, hay là máy bay nó đập vào mắt mình. Cái mắt mình nó đập lên đến tận máy bay luôn. Bây giờ có cái ngôi sao ở trên trời thì nó cách mình có xa, rất là xa. Nhưng mà mình mở mắt ra mình nhìn vào nó thì nó chiếu vào mắt mình, hay là mình chiếu vào mắt nó, mình chiếu vào nó hay nó chiếu vào mình. Thì cái nhãn thức của mình ấy nó sẽ hướng được đến tận vì sao đấy. Nó đi xa không? Cái thức nó đi xa không? Nó đi rất là xa. Ngồi ở đây mà nó có thể lên được đến mây luôn. Mây bay trên trời, mình nhìn lên một cái là cái nhãn thức của mình ấy, nó đập lên đến tận nơi luôn, nó tiếp xúc vào.
cho nên là cái nhận thức của mình nó có thể chạm được đến những cái nơi rất là xa, cho nên người ta gọi là tầm nhìn xa trên 10 km ấy. Đấy là cái nhận thức của mình, nó đặt nó có thể vươn đến 10 km, nhưng mà 10 km còn là rất bình thường, nó đi xa hơn rất là nhiều. Nhưng mà cho nên cái nhãn tịnh sắc này là càng mạnh càng sáng ấy, thì cái thức nó sẽ càng đi được xa, nó sẽ càng thấy được xa. Nhưng mà ai mà bị cận rồi là do cái nhãn tịnh sắc nó kém đi ấy, nó không nhìn được xa. Đấy là do cái nhân này nó kém, cho nên là cái nó không tiếp xúc được với cái cảnh ở xa nữa. Bị cận có nghĩa là chỉ tiếp xúc được với cái gần thôi. Đấy nó là trợ duyên cho xúc nhãn cảnh sắc. Nhãn thức, phải có thức thì nó mới tiếp xúc được các tâm sở, cũng là nhân, và nó phải có ánh sáng. Bây giờ mình đang nhìn một cái gì ở trên bảng, tự nhiên là mất điện đi một cái, mình có nhìn được nữa không? Mất luôn, cái xúc mất luôn, nó không tiếp xúc được nữa. Vì nó không có ánh sáng, nó sẽ không tiếp xúc được. Cho nên là mắt nó phải cần có sự hỗ trợ của ánh sáng thì nó mới sinh lên được. Đấy, phải có tác ý nữa, mình phải có tác ý. Mình hướng lên là mình không có tác ý thì nó cứ đơ đơ, mình sẽ không biết cái gì hết. Do nhãn tịnh sắc nên cho nên là nhãn xúc sinh, cảnh sắc sinh nên nhãn xúc sinh, nhãn thức sinh cho nên là xúc sinh, tâm sở sinh nên xúc sinh, ánh sáng sinh nên xúc sinh, tác ý sinh nên xúc sinh, đấy là bằng cái nhân của xúc. Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc như thế nào thì sinh ra tâm thiện, tiếp xúc với cảnh như thế nào thì nó sinh ra tâm bất thiện. Cũng là một cái cảnh đấy, nhưng mà khi mà mắt của người này tiếp xúc đến thì khởi lên cái niềm vui, mắt của người kia nhìn vào thì lại khởi lên cái nỗi buồn, khởi lên một cái nỗi buồn phiền. Như vậy là làm sao? Ví dụ là bây giờ có hai người cùng đi, đang đi trên đường, thế là gặp một nhà sư, một người thì chắp tay lại, một người thì bảo là sư chọc đầu trêu, thì nó có khác nhau không? Là tâm thiện và tâm bất thiện này nó khởi lên cùng một cái cảnh mà nó sẽ khởi lên tâm thiện khác, khởi lên tâm bất thiện khác. Cũng như vậy đang đi thế này, cũng là những cái người đi trên đường nhìn thấy một ngôi chùa, nếu mình là người Phật tử thì mình sao? Đẹp quá, ngôi chùa mình hoan hỉ sa thu nành thay. Nhưng mà là một cái người mà người ta ngoại đạo, người ta nhìn thấy thì người ta vẫn sao? Người ta nhìn thấy ngôi chùa đẹp thì người ta lại tức. Thế thì cũng là cái cảnh, nhưng mà do cái sự tác ý khác nhau cho nên nó sinh ra tâm khác nhau cùng một cái cảnh. Mình nhìn đến một cái cảnh mà thì tất cả các cảnh khác cũng thế, nó sinh ra cái tâm như thế nào là do sự tác ý của mình, cũng con mắt đấy, cũng cái cảnh sắc đấy. Tại sao nó lại sinh ra tâm thiện, tại sao nó lại sinh ra tâm bất thiện khi tiếp xúc với cảnh? Nếu tác ý sai sự thật, phi như ý tác ý thì sinh ra tâm bất thiện, nếu mà tác ý đúng sự thật hay như ý tác ý thì sinh ra tâm thiện. Thiện hay bất thiện là do sự tác ý mà nó sinh. Tác ý sai sự thật, nếu mà khi nào mình tiếp xúc với một cảnh thì nó sẽ có cái tác ý, phi như ý tác ý sai sự thật. Khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc rồi, tác ý cảnh sắc này đẹp quá, cảnh sắc này tồn tại mãi, cảnh sắc này vui thúi quá, cảnh sắc này có hình tướng, có tự ngã, thì bốn cái cách tác ý này nó sẽ sinh lên tâm tham tà kiến. Tham tà kiến nó khởi lên. Và mình đi đâu mình thấy cái cảnh gì đẹp mình tán thán, ui đẹp quá. Khi mà có cái gì nó đẹp, trên đời có cái gì nó đẹp, cái gì mà đẹp thì lúc đấy nó đều khởi lên tâm tham hết. Mình cứ thấy cái gì đẹp mình sẽ khởi lên tâm tham, ưa thích. Cảnh sắc này tồn tại mãi, cái chấp thường này, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh. Tác ý như sai sự thật thì tâm tham tà kiến khởi lên, thích thú với cảnh sắc thì có thọ hỉ, ưa, không thích thú thì thọ xả. Thấy sai một cách mau lẹ là không cần hỗ trợ, thấy sai một cách mơ hồ là cần hỗ trợ. Khi tiếp xúc với một cái cảnh sắc rồi, mình khởi lên một cái tác ý này, chỉ có ta mới đẹp như thế này, chỉ có sắc của ta mới đẹp như thế này. Có khi nào đi ra đường nhìn ô cái xe của mình đẹp hơn, cái xe của mình mới đẹp. Nên là mình đi mình nhìn, mình có mặc bộ quần áo này đẹp hơn mọi người. Mình đi mình nhìn mà đi khắp mọi nơi chẳng ai đẹp bằng cái nhà mình, chẳng cái nhà nào đẹp bằng cái nhà mình.
Mình có cái tác ý như vậy thì cái tâm tham ngã mạn nó khởi lên. Mình có cái tác ý so sánh này. So sánh này thì tham ngã mạn nó khởi lên. Nếu cảm thấy tự hào thích thú thì có thọ hỉ, cảm thấy thản nhiên vô tư thì tỏ giả. Ngã mạn khởi lên dễ dàng là không cần hỗ trợ ngã mạn, mà khởi lên chậm chạp thì cần có sự hỗ trợ. Ấy nó cũng là một cái sự tác ý. Nếu tiếp xúc với cảnh sắc mà khởi lên một cái tác ý, cái này thật đáng ghét. Mình nhìn thấy một cái gì mình không ưa, mình có tác ý vậy không? Có thể là có người khác thì tán thán, nhưng mà mình thì chê bai. Thì cái người tán thán ấy là nó sẽ có một tâm, mà cái người chê bai sẽ có tâm, hai cái tâm ấy khác nhau. Hai cái tâm mà khác nhau thì nó có hòa hợp với nhau được không? Một tâm tham với tâm sân nó có hòa hợp với nhau không? Tâm tham với tâm sân, tâm tham thì thấy đẹp, tâm sân thì thấy xấu. Thế là một bên thì chỉ tán thán, một bên chê bai. Thế thì hai bên đấy sẽ là như thế nào? Sẽ xảy ra sẽ xảy ra chiến tranh, sẽ xảy ra cái sự bất hòa. Tâm sân tức giận khởi lên khi người đó tác ý, là cái này đáng ghét. Khởi lên dễ dàng là vô trợ, khởi lên khó khăn là hữu trợ. Nhưng cũng là một cái người mà, một cái người xuất hiện ở trước mặt mình, người này thật là dễ thương, nhưng mà cái người này thật đáng ghét. Như vậy là có hai cái sự tác ý khác nhau, và cái tâm nó sẽ khởi lên khác nhau. Nếu phi như ý tác ý, mong các sắc của người khác sớm tàn hoại. Giờ mình nhìn thấy sắc của ai đẹp là mong cái sắc của, mong cho người ta tàn hoại sớm đi. Mình thấy khó chịu quá, thấy khó chịu khi mà thấy người khác nó đẹp hơn mình nhá, thì cái lúc đấy là canh tị nó sẽ khởi lên, tâm canh tị khởi lên. Nếu có ai đó mà hơn mình được, ca ngợi được, tán thán thì ghét, tức tối khó chịu, thì lúc đấy gọi là tâm canh tị nó khởi lên. Canh tị khởi lên dễ dàng là vô trợ, canh tị mà khởi lên khó khăn là hữu trợ, không cần hỗ trợ. Nếu phi như ý tác ý, mong rằng đừng ai có được sắc đẹp như ta, thì cái tâm bỏng sẻn nó khởi lên. Nhưng bây giờ mình có cái gì mà mình có một cái tác ý, mình có cái tác ý rằng là mong rằng chỉ có ta mới có cái này thôi, mong sao cho đừng ai có, cho đừng ai có như ta, thì lúc đấy là mình sẽ có cái tâm bỏng sẻn. Vì mình không muốn cho người ta có, cho nên là khi mà người ta đến xin thì mình có cho không? Không muốn cho người khác có thì đến xin thì đâu có cho, mà chỉ có một mình giữ để cho nó độc quyền. Thì cái tâm đấy mình không cho ấy, thì gọi là bỏn sẻn. Còn khi mà mình có cái gì đó tốt thì mình bảo mong rằng tất cả mọi người đều có cái tốt này như ta, thì lúc đấy là tâm gì? Cái lúc đấy nó là tâm gì nó khởi lên? Mong rằng đừng ai có như ta thì tâm bỏng sẻn khởi lên. Còn mong rằng tất cả mọi người đều có sắc đẹp như ta. Bây giờ mình có cái sắc gì đó nó đẹp, mình cũng mong muốn cho tất cả mọi người đều có, thì lúc đấy là tâm gì? Tâm gì? Tâm đấy là cái tâm xả thí, tâm thiện. Nếu phi như ý tác ý, do dự hoài nghi, không biết cái tác sắc này tốt hay xấu. Bây giờ mình mở mắt ra, mình nhìn thấy một cái cảnh ấy. Bây giờ mình nhìn thấy một cái người, người ta đang đi ở trước mặt mình cứ nghĩ là không biết người này người tốt hay người xấu nhỉ, biết người này người tốt hay người xấu nhỉ, biết mình có nên tiếp xúc với người này hay không nhỉ, hay là nên tránh xa người này nhỉ, có khởi nên tác ý vậy không? Khi mà mình nhìn thấy một người lạ ấy, mới đầu gặp ấy, mình nghi không biết người này là tốt hay xấu nữa, thì lúc đấy là tâm gì khởi lên? Tâm hoài nghi nó khởi lên. Tiếp xúc với cảnh mà mình hoài nghi như vậy thì là tâm hoài nghi nó khởi lên. Tiếp xúc với một cái cảnh sắc với tâm tán loạn lang thang không an định thì tâm phóng dật nó khởi lên. Khi mà mình tiếp xúc với một cái cảnh mà mình không có chú tâm vào cảnh đấy, lướt lướt qua một tí thôi, thì cái đấy được gọi là tâm phóng dật,
tâm nó không có thấy cảnh một cách rõ ràng. Do phi như ý tác ý nên sinh tâm bất thiện. Phi như ý tác ý là nhân và tâm bất thiện là quả. Vậy thì cứ khi nào mình tác ý, mình có cái tác ý không có đúng, cái tác ý phi như ý, tức là mình có cái tác ý không đúng với sự thật, thì là tâm bất thiện nó khởi lên. Do cái sự tác ý không đúng với sự thật này, cho nên là tâm bất thiện nó mới sinh ra. Còn thế nào là như ý tác ý? Bây giờ người mà muốn sinh lên những cái tâm thiện thì phải biết cách tác ý đúng, gọi là như ý tác ý. Có 6 cách mà tác ý đúng với sự thật. Khi mắt tiếp xúc với một cái cảnh sắc, thì mắt mình nhìn thấy một cái cảnh sắc ở bên ngoài, mình tiếp xúc đúng với mình mà tiếp xúc với nó và mình có tác ý đúng, thì nó sẽ sinh lên những cái tâm thiện. Cảnh sắc này là cảnh sắc. Ví dụ mình nhìn thấy tất cả những cái vật ở bên ngoài, mình chỉ tác ý nó là sắc. Mình có hiểu sắc là cái gì không? Hiểu sắc thì sắc là cái gì mà tác ý? Sắc là những cái hạt sắc tứ đại. Thì bây giờ mình thì có nghĩa là mình tác ý thế này: tất cả mọi thứ nó chỉ là đất nước lửa gió. Ví dụ bây giờ mình nhìn vào một ngôi nhà, mình tác ý ngôi nhà này là nó có cái gì? Gạch ngói xi măng đến đất đập. Rồi là nó có nước, nó có lửa, có gió ở trong đấy, thì đấy nó là sắc. Thì tác ý vậy là đúng. Bây giờ mình nhìn thấy một cái người mà đi trước mặt mình thì mình tác ý sao? Nó là sắc. Nó là sắc. Thì sắc là gì? Sắc là đất nước lửa gió. Vậy thì bây giờ mình có một tác ý một cái người này là đất nước lửa gió, đấy là tác ý đúng. Cái gì là đất? Tóc nông móng răng da, thịt gân xương tủy thận, tim gan lá nách phổi ruột màng là cái gì? Là đất. Còn nước là cái gì? Nước tiểu, máu, mủ, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước khớp xương. Cái đấy là nước. Còn lửa là cái gì? Cái hơi ấm trong người, lửa. Gió là hơi thở vào ra này, gió đẩy ở tứ chi này, ở trong bụng, trong ruột ấy, thỉnh thoảng người ta đánh bùm một cái. Thì đấy là gió. Vậy trong người nó có 4 cái đấy không? Đấy thì cái đấy, vậy thì bây giờ nhìn thấy một cái cảnh thì mình phải tác ý. Cái người này là đất nước lửa gió, chẳng có gì cả. Đẹp cũng là đất nước lửa gió, xấu cũng là đất nước lửa gió. Thế thôi, thế thì mình còn phân biệt người này đẹp, người kia xấu nữa không? Mình có phân biệt sắc, đất ở đây đẹp, đất ở kia xấu không? Đất đây tốt, đất ở kia không tốt. Đất tốt trồng cây nó ra nhiều trái. Sắc, đây là cảnh sắc. Đấy là tác ý đúng. Cảnh sắc này là sắc pháp. Cảnh sắc này là sắc pháp. Sắc pháp là cái gì? Đấy là cảnh sắc. Nó là sắc, nó là một cái đối tượng mà mình đang nhìn thấy này, nó là một sắc pháp. Sắc pháp thì nó cũng thế thôi, nó cũng tương tự như thế. Đất nước là gió vậy thôi. Cảnh sắc này là vô thường. Thì mình nhìn thấy một cái cảnh gì đó mình cũng tác ý, cái mà mình đang nhìn thấy đây là vô thường. Ví dụ mình nhìn thấy ngôi nhà, mình biết mình tác ý này, ngôi nhà này 100 năm sau thì nó cũng chẳng còn gì. Thì đấy là mình hiểu được cái vô thường của nó. Mình nhìn thấy một cái người trước mặt mình tác ý người này 100 năm nữa thì cũng mục hết, chẳng còn gì nữa, chẳng còn bộ xương, chắc còn mấy mẩu xương còn lại tan nát hết rồi. Thì cái đấy là mình hiểu đúng sự thật. Thì một người tác ý như vậy là đúng, thì cái tâm thiện nó mới sinh lên. Đấy, hay là cảnh sắc này là khổ. Mình nhìn thấy cái gì mình biết người nhìn thấy cái gì mình biết là khổ. Ví dụ người ta bảo là làm ông vua thì sướng lắm nhỉ, nhưng mà mình nhìn thấy một ông vua mình có tác ý ông vua sướng không? Mình phải tác ý là ông vua này khổ. Đấy, khổ vì có sinh, phải có già, có bệnh, có chết. Thì tất cả mọi người trên thế gian này là khổ. Nhìn thấy tất cả hữu tình nào mình cũng tác ý người này là khổ. Người này khổ thì có khen người này sướng, người kia khổ, ai cũng khổ hết, chẳng ai sướng cả. Trên đời này cũng vậy, giàu nghèo sang hèn, đẹp đẽ tốt xấu, ai cũng là khổ hết. Vậy là cái người mà tác ý vậy là tác ý đúng, thì cái tâm thiện nó mới sinh. Cảnh sắc này là vô ngã. Vô ngã làm sao? Vô ngã là nó không có tự thể, nó không có làm chủ thể của nó, không có làm chủ được nó không làm chủ được nó.
thì nó là vô ngã, nó không phải là của nó. Người này không phải là của người này. Ta nghĩ vậy có đúng không? Cái nhà này không phải là của cái nhà này. Tất cả vạn vật này nó không có tự thể. Nó không có tự thể bởi vì nó có cái sự nó có cái sự mà nó nắp ghép lẫn nhau. Nó có cái sự mà nó hợp, nó tan. Lúc thì nó tan, lúc thì nó hợp. Đấy, cho nên là nó không có cái tự thể nào cả. Cho nên nó là vô ngã. Trong thân con người nó có rất là nhiều cái sự hợp lại, cái sự hòa hợp lại của rất là nhiều thứ. Đất nước lửa gió nó phải hòa hợp lại, rồi là nó phải có cái hơi thở, nó phải có cái hơi ấm, rồi là nó phải có cái thức ăn, rồi nó có rất nhiều cái nó hỗ trợ thì nó mới giữ được cái sự tồn tại. Bây giờ nó thiếu cái gì là nó sẽ bị tan hoại cái đó. Thì cái đấy gọi là sắc là vô ngã. Tất cả các cái khác nó cũng vậy. Không có cái gì nó có tự thể cả. Cái gì nó không như là nó, bản chất của nó không như là mình thấy. Nó không như là cái hình thức của nó, cái hình tướng của nó. Cái hình tướng của nó khác, cái bản chất của nó khác. Nó không có giống nhau. Bây giờ mình nhìn vào một cái thùng. Trong một cái đống có rất nhiều thùng, nhưng trong cái thùng đấy nó rất nhiều thứ khác nhau. Thì cái hình sắc và tướng ở bên ngoài nó cũng vậy, nhưng mà bên trong nó có rất là nhiều cái sự khác nhau. Trong cái thân này nó không có tự ngã là thế. Cảnh sắc này là bất tịnh, thì cái gì nó cũng là bẩn hết, cái gì nó cũng là hôi tanh, là bất tịnh hết. Thì tác ý được như vậy thì gọi là như lý tác ý. Tác ý đúng với sự thật, tác ý như thế này mới là không sai, mới là đúng. Có tác ý đúng với như vậy thì cái tâm thiện nó mới sinh lên. Đại thiện dục giới sinh khởi, hoan hỷ với cảnh sắc là thọ hỷ, không hoan hỷ là thọ xả. Hiểu rõ về tính chất của sắc là hợp trí, không hiểu rõ về tính chất của cảnh sắc là ly trí. Vậy thường thường khi mà bây giờ mình thử nhìn vạn vật này, thì mình nhìn với cái tác ý như thế nào? Thường thường nó hay tác ý như thế nào? Có khi nào nó tác ý 6 cái này không? Ít, mà nó tác ý là đẹp quá nhiều hơn hoặc là xấu quá nhiều hơn. Còn nó có tác ý như thế này thì hiếm. Như vậy thì cái tâm của mình là tâm gì? Tâm tham với tâm sân với tâm si nó nhiều, nó chiếm đến 99%. Còn mấy khi mà tác ý được thế này đâu, mấy khi mà tác ý được nó là đất nước lửa gió đâu. Nhĩ xúc cũng thế, khi mà tai mình nghe âm thanh thì cái tâm xúc nó tiếp xúc với âm thanh, nó cũng có các cái nhân để nó hỗ trợ nhĩ định sắc, có cái tai tốt. Nhưng bây giờ có người ta bịt tai lại, người ta thấy không nghe được âm thanh. Nó phải có cảnh âm thanh, nó có nhĩ thức, các cái tâm sở, và nó phải có không gian, phải có cái sự tác ý. Mà những cái này nó nhân rồi nó sinh ra cái tâm nhĩ xúc. Nhĩ xúc, ví dụ như là bây giờ một cái không gian mà nó bị ngăn cách là mình sẽ không nghe được cái cảnh bên ngoài. Bây giờ mình có cái tường kính là nó ngăn cách mất không gian, là cái nhĩ của mình nó sẽ không đập được, nó không đập được đến đối tượng. Vậy thì cái tầm nghe xa của tai là được bao nhiêu km? Mình nghe xa được bao nhiêu km? Cái tai của mình nó đến cái nó nghe được đến cái âm thanh đấy, hay là cái âm thanh nó đập vào tai mình? Cái cảnh sắc nó đập vào mắt mình, hay là mắt mình đập vào cảnh sắc? Còn cái âm thanh nó đập vào tai mình, hay là tai mình đập vào âm thanh? Tai đập vào tai, hay là âm thanh đập vào tai? Khi mà mình ngồi thiền ấy, cái âm thanh bên ngoài ấy, nó đập vào trong tai mình ấy, thì đấy là do mình chủ động nghe nó, hay là nó chủ động nó đập vào mình? Cái âm thanh nó chủ động nó đập vào mình, cái âm thanh nó chủ động nó đập vào tai mình. Mình có thể là mình không chủ trương nghe nó, nhưng mà nó có âm thanh là nó vẫn tác động vào tai mình. Nhưng mà nếu mà mình mà không có chủ, mình không có lắng tai thì nó cũng không ảnh hưởng mấy. Nhưng mà mình mà lắng tai, mình lắng tai mình nghe,
thì cái cảnh âm thanh bên ngoài nó tác động, nó tác động vào tai mình, cho nên cái âm thanh nó càng lớn thì nó ở xa mình cũng nghe được, cái âm thanh nó mà nhỏ thì mình không nghe được, bởi vì cái âm thanh nó lớn thì nó mới có thể bay được đến đến tận cái tai của mình, âm thanh nhỏ nó không đến được tai của mình. Thì nếu mà bị không gian ngăn cách thì là cái âm thanh nó sẽ không tác động được. Cho nên là khi ngồi thiền mình đóng chặt hết cửa lại để nó ngăn cách cái không gian, ngăn cách cái âm thanh, nó làm cho âm thanh không có tác động được vào mình. Thế là cái không gian phải có tác ý, có tác ý thì lúc đấy mình sẽ nghe được âm thanh. Thì cái âm thanh, cái thức, cái nhĩ thức của mình nó mới tiếp xúc được đến cái âm thanh. Khi nó tiếp xúc với âm thanh thì nó sẽ sinh ra tâm thiện và tâm bất thiện, cũng tương tự như là với mắt. Khi mà như ý tác ý thì nó sinh ra tâm thiện, mà phi như ý tác ý thì nó sinh ra tâm bất thiện. Thế nào là phi như ý tác ý này? Khi mà nghe thấy âm thanh, khi tai tiếp xúc với âm thanh mình khởi lên, âm thanh này hay quá, âm thanh này tồn tại mãi, âm thanh này vui quá, âm thanh này có tự ngã, như vậy nó có tham tà kiến khởi lên. Thì bây giờ giữa cái cảnh cảnh sắc với cảnh âm thanh thì mình thích cái cảnh gì hơn? Ví dụ bây giờ có một cái người ca sĩ, người ta đứng lên người ta hát, mình thích nhìn cái người ca sĩ đấy hay là thích nghe cái giọng hát của người đó? Thì cái âm thanh ấy, cái tai mình tiếp xúc với âm thanh thì nó cũng thế, nó cũng tương tự như vậy, nó tùy theo cái sự tác ý mà nó sinh ra các cái tâm. Tác ý là hay quá, âm thanh này tồn tại mãi, gọi là tập thường, âm thanh này vui quá, âm thanh này có tự ngã, thường là ngã tịnh, thì nó sẽ sinh ra cái tâm tham tà kiến. Còn nếu mà mình mà tác ý chỉ âm thanh của ta mới hay thế này thì nó sinh ra ngã mạn. Một người nào mà có được cái âm thanh hay, chỉ có ta mới hát hay như thế này, không ai hay bằng, lúc đấy nó sinh ra cái tâm ngã mạn. Thích thú thì nó họ hỉ, không thích thú thì nó thọ xả. Khi tiếp xúc với âm thanh mà khởi lên tác ý thanh này thật đáng ghét, thì mình nghe thấy cái âm thanh mà có người người ta không thích, người ta nghe thấy người ta ghét, thì nó khởi lên tâm sân. Khi tiếp xúc với âm thanh, mình mong cho cái âm thanh của người khác sớm tàn hoại, mình không muốn cho người khác có cái âm thanh hay như của mình, thì nó có cái tâm ganh tị nó khởi lên. Mình thấy người khác có cái âm thanh tốt, mình tức, mình khó chịu, thì nó tâm ganh tị nó khởi lên. Nếu mình mà khi tiếp xúc với âm thanh có tác ý, đừng ai có được âm thanh như âm thanh của ta, thì tâm sân nó khởi lên, thì bọn xèm nó khởi lên. Nếu mình tác ý do dự hoài nghi, không biết âm thanh này tốt hay xấu, mình nghe một âm thanh mà mình không biết, không biết là người này nói tốt hay nói xấu, âm thanh này là âm thanh như thế nào, thì nó hoài nghi khởi lên. Hoặc là có cái người người ta nói thật mà mình nghi là nói dối,